biệt lần đầu ra mắt Tết Fancy cùng Epoly, cùng nhau trải nghiệm những hoạt động liên quan đến Tết cổ truyền. Chỉ còn gần một tuần nữa thôi là Tết đến nơi rồi. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm những hoạt động thử thách quen mà lạ, lạ mà quen. Đó chính là quấn nem. Chuối xanh. Ui, sao phải ra rồi? Không nha. Đây để đĩa nha. Thôi. Thôi để đây. Con không biết để nem mà. Phải nhiều mấy triệu. Lấy hết đi. Lấy nguyên liệu à? Nhiều bát nhiều bé hơn. Ôi nhìn bên của mình đẹp nhất cái nách. Em đầy đủ về số lượng thôi. Ui đau lưng quá nhỉ. Ôi sao có 9 cái? 9 nữa. 9, 10. Sai. Chúng ta bị mất một cái cuốn. Chơi bẩn. Bên này chơi bẩn. Em làm bột cái này cực đẹp đấy, tự nhiên. Đầu bắt hỏng hết rồi. Chỉnh vàng. A few minutes later. Ôi xong chưa? Wow. Đẹp nhất cái nách. Nhưng mà sao mà làm kiểu gì mà sao bày bừa hết như thế này? Không được nha, trừ điểm mỗi đội chỉ 1 điểm. Đối thủ thôi phải. Bên kia bẩn hơn. Thôi nào. Bây giờ nhìn này vẫn tổng quan là bẩn. Rồi, tiếp theo là sao mà khi mà căng thế. Nhức tai quá. Rồi. Thì bây giờ nhìn tổng quan qua thì những cái chiếc nem nó cũng đã được hoàn thành rồi. Cũng biết trang trí các thứ vỏ trứng nọ kia. Rồi, thế thì bây giờ đây. Cho các bạn xem đây là thành quả của hai đội. Đây là tim. Bưởi hồng. Còn đây là Chuối xanh. Chuối xanh thật. Thế bây giờ như này nhá. Bây giờ như này chúng ta sẽ đổi chéo nhau. Chuối xanh sẽ nhận xếp bưởi hồng. Nào, mình thay mặt cái đội chuối xanh mình xin nhận xét cái đội cái bưởi hồng này là rất là xấu nhá. Và thứ nhất là rất là xấu, thứ hai là làm nó rất là bị lằng ngoằng và làm cho nó bị yếu, hơi yếu. Và bên này thiếu dữ liệu và đã ăn bớt một cái bánh đa nem. Ăn rồi, ăn cả sống luôn, thiếu mất một cái. Bên này chỉ còn 9 cái mà bên tôi có tận 10 cái nhá, bên này đã ăn bớt. Thế bây giờ còn đội hồng nhận xét cái đội bưởi xanh đi. Đấy là bánh ngọt đấy. Rất là xấu á. Này, bánh ngọt phải thích chứ. Ủa đâu ổn không? Cái này bảo mất vệ sinh mà tay cứ chạm vào đấy nhỉ? Chúng tôi thấy là rất xấu. Không đồng đều gì cả. Này, dài này, ngắn này. Không, đấy là cái dài cả. Dài này ngắn này của mọi người. Cái to. Thôi thì mình nhìn kia bên này mình cũng biết là kết quả người chiến thắng rồi nhỉ? Không có biết kết quả người chiến thắng gì cả. Là bây giờ như này nhá. Đây để nhận xét này. Đầu tiên tổng quan á thì cái đội này xếp đẹp hơn. Nó tròn. Còn nữa là nhưng mà cái đội này thì gọn bé hơn, thì xinh xinh hơn, ăn vừa mồm chứ lấy tôi đúng rồi. 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 Đúng rồi. Rồi còn tiếp nữa là cái này chắc là hơi dùng lực hơi nhiều ạ. Đúng rồi, nát hết rồi, làm sao mà dán được? Làm sao mà dán được? Rồi, tôi dán rồi. Ăn được cái thì bên này vỏ trứng không ăn được nhưng mà thôi là được. Rồi chúng tôi đi. Đẹp. Và thế thì kết quả như nào nhỉ? Bưởi hồng.
chúng tôi sẽ nhờ sự trợ giúp của các bạn khán giả. Nếu mà các bạn thấy đội nào quấn đẹp hơn thì các bạn hãy comment ngay bên dưới để bình luận xem chiếc nem nào được quấn khéo nhất, đội nào đẹp nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye. Thì chờ khán giả thì bây giờ chúng ta ai là còn em tin là người dọn nhé.